Một người rời đi xa mãi chắc sẽ không thể trở lại. Một người ngồi nơi thiên muôn tiếng mõ chung tê tái hồn. Từng hồi kinh như đáp lời lòng trần không thể gạt trôi. Động tâm vì ai mà nhớ, loạn tâm vì ai ước mơ. Một tình si không như ý, nuối tiếc bây giờ nghĩa gì. Mộng đẹp xưa nay vụt tan, nước mắt tươi hoa bị ngạn. Từng nhịp tim đau phũ phàng, đều là người ở trần gian. Vì sao độ ta không độ nàng? Gửi theo cơn gió đến mãi nơi xa với nàng. Giờ tìm nơi đâu được đây để ngắm nụ cười của nàng. Tình buồn vây từ kiếp nào mà lòng dây dứt làm sao. Người không còn nơi này nữa mà ta còn lưu chốn xưa. Giờ thì đời dài hay ngắn cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Người từng hỏi ta ở đâu, nơi đó sẽ là niết bàn. Bồ đề đang rơi lá vàng, đều là người ở trần gian. Vì sao độ ta không độ nàng? Một người giờ đi xa mãi chắc sẽ không thể trở lại. Một người ngồi nơi thiên môn tiếng mõ chuông tê tái hồn. Từng hồi kinh như đáp lời lòng trần không thể gạt trôi. Động tâm vì ai mà nhớ, loạn tâm vì ai ước mơ. Một tình si không như ý, nuối tiếc bây giờ nghĩa gì. Mộng đẹp xưa nay vụt tan, nước mắt tươi hoa bị ngạn. Từng nhịp tim đau phũ phàng, đều là người ở trần gian. Vì sao độ ta không độ nàng? Gì không như ý, nuối tiếc bây giờ nghĩa gì. Mộng đẹp xưa nay vụt tan, nước mắt tươi hoa bị ngạn. Từng nhịp tim đau phũ phàng, đều là người.